Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Các bạn thân mến, ngày 8 tháng 3 đang đến rất là gần rồi. Không biết là các anh em đã có cái dự định sẽ tặng món quà gì trong dịp năm nay hay chưa? Đối bản thân mình thì cá nhân mình là nữ đi, thì mình sẽ rất thích cái việc là được chụp ảnh sống ảo hàng ngày. Chắc là đa phần các chị em cũng sẽ như vậy thôi. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gợi ý top 3 chiếc điện thoại có chất lượng camera mà giá từ bình dân đến cao cấp nhá. Và mình bắt đầu video thôi. Và mở đầu danh sách của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ là một chiếc máy với mức giá đâu đó khoảng 4 triệu đồng, cũng vừa mới ra mắt thôi. Thế nhưng nó lại được mệnh danh là một S23 ở phân khúc phổ thông. Và chiếc máy mình muốn đề cập ở đây đó chính là chiếc Samsung Galaxy A14 các bạn nhé. Điểm qua một chút về thông số thì chúng ta sẽ có camera chính là 50MP với khẩu độ là f1.8. Hai camera còn lại thì sẽ tương tự nhau là 2MP. Qua camera của Samsung Galaxy A14 thì chất lượng hình ảnh mình thu được ở điều kiện đủ sáng, cho chất lượng màu sắc tốt này, độ tương phản và cũng như là bão hòa đều ở mức vừa phải, không quá gắt và trông cũng khá nịnh mắt luôn. Chất lượng ảnh chụp chân dung mình thấy khá là ổn bởi chủ thể được nhận diện tốt này. Ngoài ra thì cũng có thể điều chỉnh cái độ mờ để tổng thể bức ảnh trông được hài hòa hơn. Đối với chất lượng camera selfie thì mình thấy khá hài lòng so với mặt bằng chung ở trong phân khúc phổ thông này. Thông số của camera này là 13MP và chế độ làm đẹp vừa phải nên vẫn giữ được gần như sát với màu sắc cũng như là hình ảnh nguyên gốc. Theo cảm nhận cá nhân của mình thì với cái chất lượng hình ảnh như vậy này mà mức giá thì nó cũng ở cái tầm có thể là dễ tiếp cận, cho nên là sản phẩm Samsung Galaxy A14 này chắc chắn là một cái gợi ý đáng để cân nhắc trong cái danh sách ngày hôm nay. Và với sản phẩm này thì mình sẽ chấm cho em nó là trên thang điểm 10 là 8 điểm các bạn nhé. Và tiếp theo, một chiếc điện thoại cũng đã xuất hiện khá là nhiều trên kênh của chúng mình rồi. Tuy nhiên cái gì thì cũng phải có lý do đúng không? Và chiếc điện thoại mình muốn đang nhắc ở đây đó chính là chiếc Xiaomi 12 Lite. Và đây là một chiếc điện thoại trong phân khúc giá tầm trung với mức giá là đâu đó khoảng tầm trên 8 triệu đồng. Xiaomi 12 Lite sở hữu thông số với camera sau, camera góc rộng là 108MP cùng khẩu độ là f1.9. Camera góc siêu rộng 8MP, khẩu độ f2.2 và camera macro 2MP với khẩu độ là f2.4. Đến với camera trước thì chúng ta sẽ có camera selfie là 32MP và khẩu độ là f2.45. Như nhiều video đã đề cập trước đó thì mình rất ưng ý với chất lượng camera của Xiaomi 12 Lite. Có thể điểm lại qua như là về chất lượng hình ảnh nó sẽ sắc nét này. Ở chế độ chụp thường thì Xiaomi 12 Lite cho cái độ tương phản cao cũng như là độ bão hòa được đẩy lên, trông tươi hơn thực tế. Nhưng ở camera selfie thì mới thực sự là điểm khiến mình thích nhất ở trên sản phẩm này. Ở điều kiện đủ sáng thì chúng ta sẽ có những cái tấm ảnh selfie nó không bị quá chói này, cũng như là nếu như mà chụp ở điều kiện mà nhiều nắng, nắng chiếu trực tiếp vào vật thể thì chúng ta sẽ vẫn cảm thấy đâu đó cái hình ảnh nó vẫn giữ được cái sự hài hòa. Ngoài ra thì với phần màu sắc tươi tắn này, nịnh mắt thì chúng ta sẽ không cảm thấy nó bị quá rực hay là quá ảo. Còn về làm đẹp thì mình thấy cái tính năng làm đẹp AI trên Xiaomi 12 Lite thì không có gì để chê rồi. Và với cái sản phẩm này thì mình sẽ chấm em nó là 8.5/10 các bạn nhé. Và cuối cùng trong danh sách sẽ là một sản phẩm mới ra mắt ở trên thị trường thôi. Đây là sản phẩm Xiaomi 13. Tuy là mới ra mắt thôi, thế nhưng mà em nói là được khá săn đón bởi vì cái chất lượng camera đã có cải tiến theo mình, theo cá nhân mình là đã có cái sự cải thiện khá nhiều so với các phiên bản tiền nhiệm trước đó. Ở thời điểm hiện tại thì Xiaomi 13 cũng đang có ưu đãi giá tốt khi diễn ra chương trình đặt hàng trước tại Hoàng Mobile với mức giá chưa trừ quà sẽ là 22.990.000. Ngoài ra còn được tặng kèm các ưu đãi như là tặng máy robot hút bụi Cleaner G10 trị giá gần 8 triệu đồng hoặc là phiếu mua hàng trị giá 4 triệu đồng hay là thu cũ đổi mới qua Combasia trợ giá lên tới là 6 triệu đồng. Tính ra thì sau khuyến mãi chỉ còn chưa đến 20 triệu và chương trình này thì sẽ diễn ra dự kiến đến hết ngày 10 tháng 3 nên là chúng ta nhanh tay thực hiện đặt hàng nhé. Và đó là một chút cập nhật nho nhỏ về chương trình ưu đãi của em nó cho chương trình đặt hàng nhé. Và sau đây thì sẽ là cảm nhận đánh giá của mình về chất lượng camera trên Xiaomi 13. Xiaomi 13 được trang bị thiết lập 3 camera được tinh chỉnh bởi Leica. Trong đó thì camera chính sẽ là 50MP, hỗ trợ HyperOIS giúp chụp toàn cảnh tốt hơn. Bên cạnh đó thì ống kính tele với độ phân giải là 10MP, hỗ trợ OIS và hỗ trợ zoom 3x. Cuối cùng sẽ là ống kính góc siêu rộng 12MP các bạn nhé. Có thể nói thì chất lượng ảnh chụp đã có nhiều thay đổi đáng kể so với các phiên bản tiền nhiệm. Với màu ảnh của Leica cho chúng ta cái độ tương phản, phân rõ cả vùng sáng và vùng tối. Màu sắc không bị đẩy lên quá rực mà đã sát với nguyên mẫu. Đây là điểm mình đánh giá cao nhất ở chất lượng camera trên phiên bản lần này. Nhìn vào tổng thể bức ảnh thì mình thấy thật sự là chẳng thua kém gì so với các máy ảnh chuyên nghiệp đâu các bạn ạ.
Và nếu các bạn cũng quan tâm về chiếc Xiaomi 13 này cũng như là bạn ưa thích việc chụp ảnh quay video thì chúng mình cũng đã có một bài review đánh giá chi tiết về camera trên Xiaomi 13 trên kênh rồi nhá. Các bạn có thể click vào link ở đây để xem lại video của chúng mình. Và với Xiaomi 13 thì mình sẽ đánh giá em nó là 9 trên 10 nhá. Đặc biệt hơn khi ba sản phẩm trong video ngày hôm nay đều đang có ưu đãi từ chương trình Đẹp Điêu Đứng nhân ngày 8 tháng 3 với nhiều ưu đãi cùng rất nhiều sản phẩm như là laptop, TV hay là phụ kiện thông minh. Nhanh đây, chốt deal cùng nhà hàng thôi nào. Và đó là ba gợi ý dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình. Có bạn thì sao, bạn yêu thích sản phẩm nào? Hãy để lại cho mình được biết ở dưới phần bình luận nhé. Và cuối cùng, đừng quên like, share cũng như là subscribe. Nhấn vào nút chuông để sớm gặp lại nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.